Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về lúc mình đi học. Thế buổi sáng đi học thì sao Hưng? Có những hoạt động gì nào? Bây giờ gần 8 giờ rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi học. Ba mình sẽ dẫn mình đi học nhé. Trường mình sẽ ăn sáng ở trên trường. Sau khi mình ăn sáng xong thì mình sẽ học. Bây giờ đã tới trường của mình rồi nè các bạn. Các bạn có thấy cái sân kia không? Thì đây sân đấy là sân đỗ xe của phụ huynh. Đó, để con tới trường. Chơi. Ừ. 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 Ừ.
Cho mẹ hỏi lớp của Hưng là mình có bao nhiêu bạn và có mấy cô nào? Dạ lớp con có 13 bạn và 4 cô. Nhiều vậy. Ê, còn Ngọc thì sao? Lớp Ngọc. Nào để con đếm nha. Con này Hưng nè, Phi Vờ nè, Bánh Sốt Giang Long, Costa Costa, Janina Lisa, Tan, Kiduli, Danina và 13 bạn và 3 cô. Nhiều vậy. Thế ở trên lớp của Ngọc là các bạn đến từ những nước nào? Nhiều nước á, ví dụ như là Ukraine này, Thái Lan này, Thái, Việt Nam, Trung Quốc. Thế Hưng đi học thì mình được ăn mấy bữa cơm ở trên trường? Dạ, con được ăn 3 bữa. Còn con thì ăn được có được ăn 2 bữa giữa trưa. Ở trên trường có sữa thì cho bọn con uống không? Dạ có. Thế cho mẹ hỏi là cái điều gì mà bọn con cảm thấy thích nhất khi học ở Phần Lan? Huy trả lời trước, Ngọc trả lời trước nào. Con nghĩ là ở trường học thì rất là văn minh, sạch sẽ, lịch sự. Ở đấy thì có rất là nhiều trang thiết bị vô cùng hiện đại luôn. Ví dụ như là phòng âm nhạc nha, là thay vì học âm nhạc khác thì mình có đàn guitar này, đàn bít cầm, piano, rồi được trống này. Đấy. Con có được trải nghiệm những cái nhạc cụ đấy không? Có chứ, con được trải nghiệm được 2 nhạc cụ rồi. Là một cái đàn một là đàn guitar với cả một cái đàn cantele là một nhạc cụ rất là nổi tiếng ở Phần Lan. Thế Hưng thì đi học thích nhất điều gì nhỉ? Con thích đi xe đạp. Con được đi xe đạp ở trên trường à? Dạ. Nhưng mà phải đội mũ bảo hiểm. À, đi xe đạp nhưng mà đội mũ bảo hiểm. Con ăn đồ ăn ở trên trường con thấy thế nào? Nó ngon. Nó ngon.